cozy yet. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? What's up, what's up? Ủa đúng không anh em? Đoạn clip 30 giây vừa rồi là mình dựng hoàn toàn bằng điện thoại luôn. Clip quay cũng bằng điện thoại luôn. Hoặc là đôi khi các bạn cũng có thể import từ GoPro hay máy ảnh, hoặc là các cái thiết bị quay bỏ thẻ nhớ vào để bỏ file trong điện thoại xong rồi dựng phim. Và mình sử dụng cái ứng dụng tên là KineMaster. Một số em đọc là KineMaster nhưng mà đọc đúng là KineMaster đấy, cái đấy mình nói thật. Rất là nhiều đã thành công với sự hỗ trợ của KineMaster. Ví dụ như là điển hình là Sang Vlog. Anh em biết Sang Vlog không? Một YouTuber với hơn 2 triệu lượt subscribe và chỉ quay phim bằng điện thoại và dựng phim bằng điện thoại, và chỉ có một mình bạn ấy làm thôi. Thật khó tin phải không? Nhưng mà thực sự là ở ngoài kia có rất nhiều YouTuber, TikToker hay là Instagram thành công bằng KineMaster. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về KineMaster nha. Khởi đầu với KineMaster thì các bạn cần phải tạo mới một cái dự án bằng cái nút to ở chỗ này. Sau đó chọn cái khung hình ngang, dọc hay là vuông tùy theo cái mục đích, cái nền tảng mà chúng ta sẽ đăng, Instagram hay là YouTube. Mình chọn YouTube. Bước đầu tiên sau khi tạo dự án, các bạn phải làm quen và biết một số nút của KineMaster. Thì những cái nút bên trái này thì đầu tiên nhá, nút back ra ngoài hoặc là truy cập lại dự án này. Đấy, xong rồi các bạn có thể xem thử hoặc là chạy vào biên tập. Ok, kéo qua kéo lại cái timeline để di chuyển này. Cái con trỏ này chính là cái chỗ mà tay mình bấm á. Rồi, tiếp theo hai cái nút này là nút undo, redo, là cái nút mà quay lại những cái thao tác vừa mới làm, lỡ làm á. Ví dụ như là mình lỡ xóa mất cái này đi, lỡ xóa mất cái này thì nó có thể phục hồi lại cái thao tác vừa mới làm bằng cách ấn vào undo. Đấy, được chưa? Quay lại một thao tác này, tới một thao tác này, quay lại một thao tác này, được chưa? Cái nút tiếp theo là cái nút chụp ảnh cái hình. Ví dụ như ở đây chúng ta có 3 tùy chọn, đó là chụp và lưu. Rồi nó sẽ lưu vô trong cái, nó sẽ lưu ra một cái ảnh, được chưa? Nó lưu vào một cái ảnh. Ví dụ như là chúng ta chụp cái ảnh này đi, lưu ra một cái ảnh, được chưa? Hai cái nút này thì nó chụp và nó chèn vô trong cái timeline của chúng ta luôn. Nó có những cái lớp này mình chèn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lớp. Thì nếu như bật ở cái chỗ này chúng ta chỉ thấy được có 3 lớp ở dưới thôi, không thấy được hết. Chúng ta sẽ xem ở đây. Đó, chuyển đổi qua lại giữa cái màn hình này để dễ xem. Nút tiếp theo là cái nút mà di chuyển. Ví dụ như ở đây nhá, mình cái playhead nó đang ở đây. Khi mình click vào thì nó sẽ chạy tới cái điểm nối tiếp theo. Nối tiếp theo này, 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 thấy chưa? Và khi các bạn giữ yên vào á thì chúng ta có thể lùi một bước, lùi một bước, hoặc là về đầu clip luôn, hoặc là về cuối clip luôn. Đó, cơ bản các bạn cần phải biết những cái đó. Tiếp theo là cái nút play để xem. Và một cái đó là cái playhead. Các bạn sẽ thấy một cái thanh đỏ ở chỗ này thì chúng ta gọi nó là playhead. Để khi mà mình hướng dẫn thì các bạn biết playhead là cái gì. Ok, đấy là cơ bản về giao diện phần mềm, và chúng ta sẽ bắt đầu với bước đầu tiên, đó là ok, đây là màn hình khởi đầu. Và chúng ta sẽ phải chèn những cái video mà chúng ta muốn dựng, muốn biên tập vào trong cái timeline ở đây. Chúng ta nhấn vào nút media. Sau đó mình đi tìm tới album. Ở đây mình đã tạo ra một cái album chứa những cái clip mà mình muốn biên tập, và mình sẽ add vào trong timeline. Clip đầu tiên nó sẽ nằm ở đây, các bạn có thể phóng nhỏ. Sau đó các bạn sẽ thấy rằng cứ add thì nó sẽ nhảy clip vào đây. Đó, clip 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 clip. Rồi, chúng ta có tổng cộng là 4 phút video ở đây, được chưa? Ok. Bước tiếp theo là gì? Bước tiếp theo là chúng ta sẽ sắp xếp vị trí clip sao cho nó thành một câu chuyện mà chúng ta mong muốn. Sắp xếp như thế nào thì các bạn đơn giản muốn thay đổi vị trí của clip thì chỉ cần nhấn giữ vào clip, sau đó kéo qua trái, hoặc là nhấn giữ vào clip, kéo qua bên phải thì nó sẽ thay đổi cái vị trí, và mình sẽ sử dụng cái control ở đây để cho các bạn dễ thấy. Và mình muốn cái clip này nó râm ra đầu tiên để mà làm clip intro, thì mình sẽ nhấn và giữ, sau đó mình kéo về phía trước, thả, rồi nó đã nằm ở đầu, thấy chưa? Và cứ như vậy chúng ta thay đổi vị trí là chúng ta sẽ có được một cái mạch truyện đầu tiên. Tiếp theo là chúng ta sẽ tới giai đoạn cắt gọt. Thì ở giai đoạn cắt gọt thì các bạn sẽ cần phải cắt gọt đằng trước hoặc đằng sau của clip. Ví dụ như clip này mình không muốn nó nằm trên timeline thì mình xóa đi. Rồi, đây mình cũng không muốn dùng, mình xóa đi bằng cách click vào đây, được chưa? Sau đó ấn nút xóa chỗ này này. Đấy. Clip này có vẻ mình sẽ để lại. Ok. Ví dụ như clip này mình muốn gọt đầu và gọt đuôi thì mình làm như thế nào? Mình sẽ lấy một cái đoạn đây, nhấn vào nút cái kéo này, cắt đôi ra. Sau đó mình lấy cái đoạn sau, còn mình bỏ cái đoạn trước. Thì có hai cách. Cách đầu tiên là chúng ta sẽ giữ vào cái đầu mối, xong chúng ta kéo như thế này. Cách thứ hai là chúng ta sẽ nhấp vào trim. Đó, các bạn sẽ thấy là nó sẽ cắt đi một cái đoạn đầu tiên, thấy chưa? Trim này, trim to left playhead. Các bạn sẽ thấy cái biểu tượng ở đây nó là cắt đi từ cái playhead, chính là cái đường dọc chỗ này, đường màu hồng này chính là cái playhead, tên nó là playhead. Chúng ta sẽ cắt về phần đầu, hay là từ playhead cắt về phần sau, thì mình sẽ cắt về phần đầu. Sau đó mình sẽ lấy một đoạn như thế này thôi, sau đó mình sẽ cắt phần sau. Ok. Tiếp theo mình cũng cắt các clip khác. Clip này mình không lấy. Sẽ có một số clip mà chúng ta sẽ quay camera bị ngược như thế này, thì chúng ta có thể xoay lại bằng cách là click vào clip, sau đó chọn rotate, mirror ở đây là xoay, hoặc là lật gương, ở đây chúng ta sẽ xoay 2 lần. Hoặc là nếu mà các bạn muốn quay lật ngược qua lại, bởi vì đôi khi chúng ta sẽ quay bằng camera trước thì nó sẽ bị ngược chữ, chúng ta có thể lật qua trái hoặc lật qua phải, hoặc là lật lên lật xuống tùy. Nhưng mà ở đây mình chỉ cần xoay 2 lần thôi. Và nãy mình xoay 2 lần rồi, cho nên bây giờ mình sẽ xoay thêm. Có một hiệu ứng liên quan tới tốc độ mà các bạn cần phải biết, đó là tua ngược và tua nhanh. Thì trong cái ví dụ này ở intro thì mình có một đoạn bay flycam từ trên cao, sau đó mình bay xuống thấp, nhưng mà như vậy rất xấu, cho nên mình muốn là mình sẽ chạy từ dưới thấp, sau đó chạy lên trên cao và hiện chữ. Thì chỗ này chúng ta sẽ tua ngược bằng cách là ấn vào reverse, cái biểu tượng mà có cái đồng hồ xong rồi có vòng ngược, cái vòng xoay ngược kim đồng hồ. Rồi chúng ta ấn vào đây, nó sẽ chạy, sau đó thì đừng tắt KineMaster hoặc là tắt máy. Rồi, phải chờ thôi. Ok, xong. Thì lúc này khi mà chúng ta play thử nha, play thử, rồi nó đã tua ngược và bay từ dưới lên trên trời này, thấy chưa? Tuy nhiên là nó bay quá chậm, cho nên mình sẽ tăng tốc bằng cái speed ở chỗ này. Đây là đồng hồ tua ngược, còn đây là đồng hồ tua nhanh. Đây là cái đồng hồ tốc độ đấy. Và chúng ta sẽ tăng tốc bằng 4 lần hoặc 8 lần. Chỗ này thì là giảm tốc nè anh em, nhưng mà mình sẽ tăng tốc lên 8 lần. Ok, mình sẽ coi thử nha. Đó, và mình có thể phóng to lên. Thì các bạn lưu ý là khi mà mình tua nhanh thì chắc chắn nó sẽ giật nha, vì máy nó xử lý những cái tua nhanh này bị giật, không mạnh được như máy vi tính đâu. Cho nên để mà không giật thì chúng ta phải render ra, còn không thì chúng ta cứ tạm thời tưởng tượng cho nó mượt cái đã. Ok. Sau cái bước mà mình cắt gọt clip này, thay đổi vị trí để có một cái mạch truyện, thì mình có add thêm một cái bài nhạc vào đây. Sau đó thì mình cố gắng căn làm sao cho cái nhát chuyển cảnh nó vào cái beat. Ví dụ như mình play, các bạn nghe thấy nha, đổi. Đó, các bạn sẽ thấy rằng những cái nhát cắt của mình nó sẽ tương ứng với lại cái phần âm thanh nó nhô lên cao, có nghĩa là một cái âm thanh gì đó to to, và nó sẽ bang bang. Rồi, đó là về phần âm nhạc. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái bước, đó là chúng ta sẽ làm những cái B-roll. Thì ở đây thì các bạn sẽ thấy rằng cái clip của mình ban đầu nó sẽ có hai cái chữ và mình sẽ add hai cái chữ này. Add như thế nào thì chúng ta sẽ đơn giản lắm. Mình sẽ xóa đi, xóa đi, xóa đi. Và mình sẽ căn vào cái chỗ mà có nhạc, chỗ đây, chỗ đây, chỗ đây. Và đây, cái nhạc đầu tiên mình sẽ ấn vào chữ layer. Layer là lớp ha. Cái này media thì nó add ra sau cùng clip, còn layer thì nó add lên trên cái playhead, nhưng mà lên chồng lên trên cái lớp phía trên. Add test a b c c c c. Ok rồi, các bạn sẽ thấy chưa, mình play thử này. Đấy, và tương tự như vậy tới cái chỗ này thì chúng ta sẽ add thêm một cái test nữa. Test ccbb. Ok, và chúng ta đổi xuống một tí xíu. Ok, xong đó chúng ta sẽ cắt lại cho nó tới đây. Thì cái đoạn này nè, khi mà các bạn draw như vậy nó sẽ tự động dính vào cái đường mép ha, cho nên là cái clip nó cũng khá là dễ căng, tự động dính nha. Rồi mình sẽ play. Đó, tương tự như vậy, nhưng mà các bạn đổi cỡ chữ, đổi về cái nội dung chữ hay cỡ chữ thì các bạn click vô cái chữ đó, sau đó click vào phông này để mà chọn phông chữ. Ok, hoặc là click vô test ở chỗ này để mà đổi. Ok, được chưa? Và ở đây thì chúng ta sẽ có trim rồi in animation, là những cái hiệu ứng này thì các bạn chịu khó xem thêm. Nhưng mà cơ bản là chúng ta có phông chữ này và màu sắc này. Sau đó ở dưới này chúng ta sẽ có một số cái ví dụ như là outline, outline đó, cái phần viền của chữ. Thì những cái mà ở dưới này thì các bạn chịu khó mò thêm để chúng ta có thể nhìn thấy được trực tiếp cái hiệu ứng là cánh trái cánh phải như thế nào, thì các bạn có thể click vào xem và nhìn được ngay, cho nên các bạn tự test nha. Mình đi qua phần tiếp theo. Tiếp theo là về phần chuyển cảnh, thì như các bạn thấy là từ đầu clip là mình không có dùng cái chuyển cảnh gì hết, tất cả đều là những cái vết cắt thô chuyển từ clip này qua clip khác, không có chuyển cảnh gì hết. Nhưng mà ở đây thì chúng ta nguyên một clip này thì mình có dùng một cái chuyển cảnh, đó là cái sẹt 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 á. Thì các bạn sẽ thấy rằng là giữa hai cái clip thì thường nó sẽ có một cái dấu cộng, chúng ta click vào dấu cộng và chúng ta có thể chọn được những cái chuyển cảnh. Ở đây chúng ta có rất nhiều cái chuyển cảnh mà cực kỳ đẹp luôn, ví dụ như turn in hay là powerful đó, các bạn có thể chọn ở đây test animation full. Đấy, mình chọn thử một cái nha. Ok, các bạn thấy không? Xong mình play. Đấy, rất là thú vị và rất là ok. Và ở đây á, thì mình sử dụng một cái đó là ví dụ như ở đây mình muốn bỏ đi, mình ấn non, được chưa? Thì các bạn sẽ thấy là hai cái cảnh này của mình nó có chênh nhau một tí. Đấy, nhưng mà nếu mà chúng ta muốn giấu cái vết chênh đi thì chúng ta chọn vào, xong rồi chúng ta chọn cái display click là những cái hiệu ứng ở trong đây, rồi mình sẽ chọn một cái click. Ok, thì chúng ta sẽ giấu được cái vết cắt đó. Đấy, chúng ta sẽ không để ý tới cái sự thay đổi giữa hình ảnh nữa. Và trong cái chuyển cảnh này á, thì các bạn có thể mua thêm bằng cách là click vào vòng shop, sau đó chọn những cái premium là những cái chúng ta phải trả phí, còn những cái không có premium là miễn phí, được chưa? Và đấy, miễn phí hình như hầu hết đều là trả phí anh em ạ. Nhưng mà nó rất là đáng tiền, bởi vì nó nhiều lắm, rất nhiều cái kho này nó cập nhật liên tục, cho nên là mình thấy cái premium này rất đáng giá. Ngoài cái việc là chúng ta chèn những cái clip có sẵn trong máy của chúng ta thì chúng ta còn có thể quay phim trực tiếp để chèn vào để minh họa một cái gì đó. Sau đó bạn chèn làm một cái layer phía trên hay là chèn một cái clip ngay tại cái playhead này luôn. Thì mình sẽ chèn như một cái layer. Ok, các bạn sẽ thấy là cái clip mới quay của chúng ta sẽ nằm ở ngay đây và nó cực kỳ tiện. Ngoài ra thì bạn cũng có thể thu âm luôn trực tiếp khi mà đang chạy bằng cái nút rec ở đây. Và chúng ta bấm Start này. Alo, alo, đang biên tập bằng KineMaster, xong có cái hình hiện lên trên màn hình. Stop. Ok, review lại. Đấy, ok thì bấm vào đây, còn không thì ấn thu lại ở chỗ này. Đấy, được chưa? Ok, Và như vậy là chúng ta có thể chèn được rất là nhiều thứ, bao gồm là những cái clip có sẵn trong máy, âm nhạc, hay là thu âm, hay là quay phim trực tiếp bằng camera của điện thoại để chèn luôn vào trong clip, rất là tiện. Hoặc là những cái layer ở chỗ này, chúng ta sẽ có là chữ này, hiệu ứng này, những cái hình ảnh hoặc là video, hoặc là những cái sticker, hoặc là những cái vẽ tay ở chỗ này. Thì các bạn vào để xem và tìm hiểu chi tiết nhé. Nếu mà các bạn quan tâm thì có thể bình luận phía bên dưới để xem mình sẽ làm clip tiếp theo về những cái hiệu ứng và những cái vui vẻ ở trong KineMaster. Và bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.